cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Ngọc Thủy sẽ trở lại bằng phần điểm tin Việt Nam và cộng đồng, thưa quý vị. Xin mời Ngọc Thủy. Vâng, cảm ơn Jenny. Thưa quý vị, tại Việt Nam thì có ông Peter Phạm, từ trẻ tị nạn cộng sản đến đại sứ Hoa Kỳ, người gốc Việt đầu tiên. Tin cho biết là tiến sĩ John Peter Phạm rất khiêm tốn khi nói về thành công của cá nhân mình, nhưng ông bày tỏ niềm vinh dự khi được phục vụ đất nước Hoa Kỳ trên cương vị là đặc sứ đầu tiên phụ trách khu vực gồm 10 quốc gia châu Phi. Tiến sĩ Peter Phạm nói rằng ông biết ơn những cơ hội mà đất nước Hoa Kỳ đã dành cho ông và rằng giấc mơ Hoa Kỳ vẫn còn rất màu nhiệm. Theo gia đình rời Việt Nam trong biến cố Sài Gòn sụp đổ năm 1975, khi mới 5 tuổi, ông đến Hoa Kỳ và sinh sống ở tiểu bang Illinois. Ông không chỉ đam mê học tập, nghiên cứu mà còn tích cực tham gia giảng dạy, làm việc cho các tổ chức của phi chính phủ, trở thành một học giả, một tác giả, một chuyên gia hàng đầu của Hoa Kỳ về phi luật và hiện nay là đặc sứ của Tổng thống Hoa Kỳ. Tiến sĩ Peter Phạm được bổ nhiệm làm đặc sứ Hoa Kỳ đầu tiên tại khu vực Seoul ở châu Phi vào ngày 1 tháng 3 năm 2020. Tổng thống Donald Trump phong hàm đại sứ cho ông vào ngày 29 tháng 9 năm 2020. Có lẽ ông là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được phong hàm đại sứ trong suốt 231 năm của ngành ngoại giao Hoa Kỳ. Tôi rất vinh dự được phục vụ đất nước Hoa Kỳ, đại diện cho các lợi ích và các giá trị của Hoa Kỳ tại khu vực này. Ông đại sứ Phạm đã nói như trên, và ông cho biết là 4 ưu tiên của ông cho vùng Seoul là tăng cường công tác, điều phối trong Bộ Ngoại giao, Chính phủ Hoa Kỳ và giữa Hoa Kỳ, cũng như các đối tác quốc tế đối với cuộc khủng hoảng an ninh, kinh tế và chính trị, giải quyết mối đe dọa từ các tổ chức cực đoan bạo lực và ngăn chặn mối đe dọa VEU tác động đến các khu vực khác, đồng thời hỗ trợ việc thực hiện Hiệp định Algiers và các nỗ lực trong khu vực nhằm ổn định khu vực ba biên giới gồm có là Mali, Burkina Faso và Niger. Ngoài ra, đặc sứ Peter Phạm còn kêu gọi các chính phủ trong khu vực tập trung vào việc bảo vệ dân sự, bảo đảm công lý và có trách nhiệm giải trình đối với các hành vi vi phạm và lạm dụng nhân quyền, cũng như vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Vâng, thưa quý vị, còn tin nói về Vietnam Airlines thì có thể thua lỗ hơn 600 triệu Mỹ Kim. Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines có thể thua lỗ từ 14 đến 15 ngàn tỷ đồng. Thưa quý vị, đó là khoảng 604 tới 647 triệu Mỹ Kim trong năm nay vì đại dịch Corona. Reuters đưa tin vào 26 tháng 11. Theo hãng tin Anh dẫn lại tuyên bố của chính phủ Việt Nam nói trên qua mấy website cho rằng có thể mất tới 3 năm để hãng hàng không này hoàn toàn hồi phục sau khi chịu tác động bởi Corona. Tuần trước thì theo báo chí trong nước, Quốc hội Việt Nam đã đồng ý với kế hoạch giải cứu Vietnam Airlines. Theo đó thì Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam sẽ tái cấp vốn, gia hạn để các nhà băng cho hãng hàng không quốc gia vay. Đồng thời, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước được chỉ định tham gia đợt tăng vốn của Vietnam Airlines. Cũng theo Vietnam Express, trong tháng 9 đầu năm thì hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã báo thua lỗ là 10,750 tỷ đồng, tức là khoảng 453 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị. Tính cho đến nay thì đến hết tháng 9 thì Vietnam Airlines vận chuyển là 10,2 triệu lượt khách, bằng 58,8% cùng kỳ năm ngoái, và doanh thu chỉ đạt là 24.000 tỷ đồng, tương đương với 41,7% cùng kỳ, thưa quý vị. Và bây giờ Jenny có những tin Việt Nam nào nữa? Jenny xin chia sẻ tin cộng đồng nha. Tại Jenny có một cái tin mà Jenny thấy là rất là bức xúc. Bởi vì là đây là lần thứ 3 trong tuần này là tượng Phật ở tại Little Sài Gòn bị sơn đen. Ngọc Thủy có nghe tin đó không? Tin nó hiện giờ đang hot ở cộng đồng lắm. Là bởi vì không biết cái kẻ điên loạn nào, một cái psycho nào mà cứ đem cái sơn đen họ xịt vào những tượng Phật ở các chùa. Thì một số chùa đã bị coi như là ngày hôm nay thì nghe nói là hai tượng Phật bằng đá hoa cương tại tỉnh xá Giác An, Gang Grove đã bị xịt sơn đen loang lổ từ chân đến mặt. Tức là trong ngày 23 nha.
Rồi trước đó vài ngày thì hai tượng bị xâm phạm là tượng Di Lặc và tượng Quan Thế Âm Bồ Tát coi như là ở trong tỉnh xá Giác An. Thì Ngài Đại Đức Thích Giác Châu đó rất là buồn và gọi cảnh sát, nhưng mà cảnh sát không có respond đến cái hiện trường này. Thì tại vì cái chuyện này cũng nhỏ quá, cho nên là cảnh sát họ bận rộn những chuyện quan trọng hơn trong mùa dịch, cho nên họ không có quan tâm. Họ lén lén làm, thật ra không biết làm sao để điều tra. Cho nên thì mà trong cái video coi thì lại được không có rõ lắm. Và cách đây không lâu thì ở chùa Điệu Ngự đó, Ngọc Thủy biết không, thì cũng bị y như vậy. Tức là tượng Phật A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát và Phật Di Lặc ở chùa Điệu Ngự ở Westminster cũng bị xịt sơn đen y như vậy. Mà bây giờ vẫn chưa biết được là ai đã đành lòng mà làm những chuyện như vậy. Và những sư, các sư trong chùa và các thầy trong chùa đã dùng đủ mọi thứ để lao đi cái lớp sơn đó, nhưng mà không có cách gì, không cách gì được, thưa quý vị, là bởi vì là đó là đá hoa cương hay cái gì đó. Thì khi sơn nó đi vào thì rất là khó thấm để nó không biết làm sao mà họ không có remove được. Mà nếu như họ cố tình remove nó thì sẽ hư cái lớp mà bảo vệ cái tượng Phật đó. Cho nên bây giờ họ rất đau lòng là bởi vì chi phí mà để mà cho những cái người mà Phật tử mà đóng góp để mà làm nên những cái tượng Phật đó là chi phí trung bình một tượng á, là 15.000 đô la, phải mua từ ở Đà Nẵng, rồi tính cái tiền vận chuyển vô là gấp đôi lên, tức là chi phí đó khoảng 30.000, rồi lại thêm xây cái bệ để tượng Phật lên là 5.000 nữa, tức là 35.000 đô. Mà hiện giờ là bị hư một ngày ha, mà hai ba tượng như vậy thì thôi các chùa rất là buồn. Cái đó là gọi là hành động phá hoại. Cái hành động hết sức là phá hoại luôn. Như quý vị cũng đã biết rồi, vào năm 2018 thì có xảy ra một hiện tượng là có nhiều tượng Phật ở các chùa như là Hương Tích nè, Trúc Lâm Tiên Yên Tử và Bảo Quang ở Santa Ana cũng đã bị bà Phạm Thu Trang dùng búa đập bể các cánh tay của tượng Phật, và bà Trang đã bị cảnh sát truy tố ra tòa. Jenny có làm cái vụ này thì Jenny nhớ cái vụ đó. Mà bây giờ thì không hiểu tại sao lại trở về, không biết bà này có ra tù chưa nữa, hay là bà ra tù bà buồn quá bà làm nữa, mình cũng không biết là có phải bà hay không. Tuy nhiên không biết ai mà có cái tâm mà cũng có gan để mà dám làm những điều như vậy, coi như mình có dễ bán bổ những cái người mà đứng bề trên như vậy, thì không biết là họ không sợ cái việc mà quả báo hay sao, mình không hiểu. Nghe cái tin này nó lạ quá. Như vậy là coi như là cũng phạm tội với những cái, cái đó. Phật. Họ không sợ là Phật sẽ trừng phạt họ hay sao? Rất lấy làm lạ. Vâng, thưa quý vị, cũng liên quan đến Việt Nam thì 55 người dùng bằng giả của Đại học Đông Đô để làm luận án tiến sĩ. Bộ Công an Cộng sản Việt Nam hôm 25 tháng 11 đã xác định trong số 193 người được Đại học Đông Đô cấp bằng giả, có 55 trường hợp sử dụng bằng giả để bảo vệ luận án tiến sĩ. Truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam đồng loạt đã loan tin này vào cùng ngày. Được biết trường Đại học Đông Đô chưa được Bộ Giáo dục Đào tạo cấp phép đào tạo văn bằng 2, trong đó có văn bằng 2 ngành ngôn ngữ tiếng Anh. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến 2017, lãnh đạo của trường này đã đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh. Điều nói là Bộ trưởng Giáo dục vẫn cho phép trường này đăng tải thông báo chỉ tiêu hệ văn bằng 2 lên thông tin tuyển sinh của Bộ. Truyền thông đang đặt nghi vấn liệu một số đơn vị của Bộ có cho Đại học Đông Đô trong việc cấp bằng giả hay không. Trong khi đó, thì sau khi thông báo tuyển sinh được hợp thức hóa trên cổng tuyển sinh của Bộ trong suốt thời gian từ 2015 đến 2017, Đại học Đông Đô đã tuyển hàng ngàn học viên và cấp 626 thưa quý vị bằng cử nhân ngôn ngữ Anh. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ tìm được mà 217 cá nhân có thông tin để xác minh. Trong số này, 193 người được Đại học Đông Đô cấp bằng không qua tuyển sinh hoặc không đủ điều kiện nhưng vẫn được cấp. Toàn bộ bằng giả cho ông Dương Văn Hòa, nguyên hiệu trưởng, đã ký theo chỉ đạo của Trần Khắc Hùng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị nhà trường đang bị truy nã, thưa quý vị. Dạ, còn Jenny muốn chia sẻ với Ngọc Thủy thêm một cái tin ở cộng đồng nữa. Ngày Thanksgiving mà mình lại nghe cái tin này nó ngày hôm qua, là ở trong công viên Pasadena đã phát hiện một thi thể của phụ nữ. Ở trong công viên Pasadena gần mình lắm á, phải không? Mà lại phát hiện một thi thể của phụ nữ ở trong công viên vào sáng thứ ba, tức là 24 tháng 11, tức là cách đây 2 ngày.
dẫn đến một cuộc điều tra án mạng. Là tại vì không biết tại sao mà thông thường á, là người ta nghi ngờ là cái cô đó có chạy bộ hay không, là bị giết vào buổi sáng sớm, là đã thấy thi thể rồi, thì có thể là hay giết, bị giết vào một chỗ nào khác và đưa lại cái công viên đó. Thì hiện giờ á, người ta cảnh sát ở Grand Grove ngày hôm ở Pasadena ngày hôm nay mới là coi như là kêu gọi bà con, bất cứ ai mà có bất cứ thông tin nào của cái cô này thì hãy gọi lên sở cảnh sát của Pasadena để mà báo cáo. Thì Jenny sẽ đưa cái tin này, quý vị có nghe thấy có ai đi ngang cái công viên đó vào ngày hôm đó thì buổi sáng hôm đó thì nhớ từ ngày 23 tới ngày hôm nay thì xin hãy báo cho cảnh sát Pasadena để mà họ tiện trong cái việc mà truy nã cái kẻ mà nào giết người. Bởi vậy theo một thì thấy những cái nơi công viên đi bộ á, phụ nữ đàn bà con gái không nên đi tập thể dục một mình, mà sáng đi sớm hãy đi với bạn bè hoặc là đi với những có người men nào đi theo, chứ nếu mà chúng ta đi như vậy rất là nguy hiểm. Có một số người nói là bà có thể là homeless, nhưng mà cảnh sát Reno không phải, tại theo cách bà ăn mặc thì người ta thấy là bà không phải là người chạy bộ, cũng không phải là một người homeless, thành ra người ta đang nghi ngờ là bà đang bị giết ở đâu đó rồi đem lại đó và cái xác được quăng đó vào sáng sớm. Thì hiện giờ cảnh sát cũng đang truy tìm thêm manh mối, thành ra họ mới đưa lên báo để cho chúng ta có thể cho họ thêm manh mối, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, cũng còn một những cái tin liên quan đến Việt Nam. Thì thưa quý vị, tổ chức Minh Bạch Quốc tế 64% người Việt Nam cho rằng tham nhũng là vấn nạn. Hôm 24 tháng 11, tổ chức Minh Bạch Quốc tế công bố kết quả khảo sát tại Việt Nam cho biết có 64% người dân cho rằng tham nhũng của chính quyền là một vấn nạn nghiêm trọng. Trong đó phần lớn cho rằng cảnh sát giao thông, công an Cộng sản Việt Nam và cán bộ thuế đứng đầu danh sách tham nhũng. Kết quả khảo sát đối với 1.085 người dân ở Việt Nam từ ngày 12 tháng 7 đến 18 tháng 8 năm 2019 cho biết là có đến 64% người được khảo sát nói rằng tham nhũng tại đất nước này là một vấn nạn hay một vấn nạn nghiêm trọng. Trong khi có đến 15% trong số này, tức khoảng hơn 160 người, tiết lộ rằng họ đã chi tiền lót tay cho công chức Việt Nam trong 12 tháng trước đó. Cuộc khảo sát của tổ chức Minh Bạch Quốc tế có tên Thông số tham nhũng toàn cầu khu vực châu Á được công bố vào ngày 24 tháng 11, còn cho biết là đối tượng công chức nào ở Việt Nam nhận hối lộ nhiều nhất. Khi được hỏi hầu hết hoặc tất cả công chức nào nhận hối lộ, thì có 25% người được hỏi ý kiến cho rằng cảnh sát giao thông Việt Nam có nhận hối lộ. 17% nói công an Cộng sản Việt Nam có nhận hối lộ. 14% nói cán bộ thuế có nhận hối lộ. 10% nói viên chức chính phủ có nhận hối lộ. So sánh mức độ tham nhũng với 12 tháng trước đó tại Việt Nam, thì có 39% cho rằng tình trạng tham nhũng vẫn gia tăng. 24% nói tình trạng tham nhũng có giảm, trong khi thì 29% cho rằng tham nhũng vẫn như cũ, thưa quý vị. Cái chuyện mà làm vấn đề đó thì nó thường xảy ra Việt Nam hồi nào giờ, không phải là một cái tiêu đề mới, không phải một chuyện mới. Không phải là chuyện mới. Thưa quý vị, hôm nay thì là ngày Thanksgiving, mặc dù hôm nay thì chúng ta có nhiều gia đình không có được tổ chức những cái buổi gia đình để mà mọi tụ người tụ lại. Tập ăn uống. Nhưng mà thì mình cũng phải theo cái hoàn cảnh đi. Hôm nay ra đường thì chị thấy là vắng vẻ, và không có những cái buổi tiệc ồn ào rần rần family này family kia. Thôi thì chúng ta hãy hạnh phúc những gì chúng ta có và bảo vệ sức khỏe bằng cách là chúng ta đừng đi dự tiệc Thanksgiving. Hãy tổ chức ở trong nhà với các thành viên trong nhà thì đó là cái điều bảo đảm cho sức khỏe của chúng ta nhất. Hôm nay thì Jenny có đi đến đâu không? Jenny bữa nay là cancel hết tất cả các tiệc, là bởi vì cuối tuần này Jenny cần phải lên Hollywood để mà đi test COVID-19, mà họ bắt là 3 ngày phải test liên tục ở trên Paramount để mới được làm phim chung với họ. Thì Jenny nói sao cho tôi test dưới này được không? Test lần thôi, làm gì tới 3 lần nữa đâu. Tức là cứ phải test 3 lần 3 ngày liên tục, cho nên giờ Jenny không dám đi đâu, sợ bị lây bệnh. Bởi vì bây giờ nghe tin mà cái lây lan lây nhiễm nó cũng tăng, thành ra quý vị hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, cố gắng là hạn chế để gặp người đám đông, và chúng ta nếu có thời gian thì đi test ngay,
lập tức để chúng ta có được bảo đảm là tin tưởng rằng mình không, mình gì không có hết. Bệnh không? Và Ngọc Thủy nói nghe nè, có chuyện này cũng dễ thương lắm nha, nghe chuyện này lạ nè, ở Nhật nha. Tại trên đi mới nghe nó thấy lạ cho nên muốn chia sẻ cho Ngọc Thủy nè. Thường thường khẩu trang bên đây mình mắc lắm là giỏi lắm là 1 đồng cho tới 10 đồng là người ta đã rên rỉ rồi, 5 đồng là giá trung bình một cái khẩu trang đẹp đẽ. Nhưng mà ở Nhật, Ngọc Thủy có tưởng tượng không, khẩu trang mà tới 9.000 đô, trên đó nó có đính hột xoàn và ngọc trai. Đúng rồi, ơi ơi, có thấy phải không? À, ở Nhật xong họ có nhiều cái đặc biệt ghê lắm. Bây giờ họ có những cái khẩu trang lên tới 9.000 đô mà có người mua. Ở Ấn Độ ha, người ta làm cái khẩu trang gắn hột xoàn nữa và cũng 5-7 ngàn đô khoảng đó đó. Trời đất ơi, khoảng 10 ngàn đô đổ lại á. Thiệt là buồn cười đó, khẩu trang mà gắn chi mà nhiều, hột xoàn với ngọc trai vậy không biết mà bán tới 9.000 thôi không mua đâu. Không, cái đó là coi như là hàng đặt đó. Dạ chắc là phải đặt, ha, customize. Và khi mà một gắn một như vậy, một cái khẩu trang hột xoàn hoặc là khẩu trang mà hạt trai, họ phải gắn trong vòng 1 tuần lễ 2 tuần gì mới xong đó. Tức là order rồi hẹn rồi mới có chứ không trời phải là ơi, công vậy nhận đâu. Là che mặt mà tới một tuần che mặt mà để đầy hột xoàn á. Nhưng mà Ngọc Thủy cũng có suy nghĩ là nếu mà hột xoàn như vậy phía bên ngoài thì bên trong mình sẽ có những cái lớp để mình thay đổi ha. Chắc tức phải là vậy, mình thay ra rồi với cái hột xoàn ở bên ngoài. Nhưng mà nếu mà tưởng tượng thôi, mình nếu mình mang cái hột xoàn để đi ra ngoài đó, mình không giống ai hết. Nếu mình đi vô bữa tiệc hay là ban đêm thì thấy mới đẹp. Không hiểu khẩu trang mà đẹp gì. Mỗi lần đeo khẩu trang thấy cả người mình nó mất cái identity. Chỉ có 2 con mắt ra thôi, nhìn thấy nó buồn thảm gì đâu. Nhưng mà chắc có lẽ người nào đeo khẩu trang bằng hạt trai hoặc là hột xoàn chắc nặng lắm á. Đúng rồi, chắc khó đeo ha. Nhưng mà chắc họ cũng ráng gắn hột xoàn vô cho thấy sang. Nhưng mà Ngọc Thủy nghĩ những cái khẩu trang đó chỉ dành cho những người tỷ phú giàu thôi. Khi người ta đi tới đâu ta tiếp xúc thì người ta mang. Chứ người ta đâu phải là mang đi ra công cộng như mình đâu. Để công cộng bị giật á. Hột xoàn giả cũng sợ bị giật á. Vâng, thưa quý vị, chương trình tin tức hôm nay do Ngọc Thủy và Jenny trình bày đến đây xin tạm chấm dứt. Kính chúc quý vị một ngày Thanksgiving bên gia đình thật nhiều hạnh phúc, bình an và có nhiều điều niềm vui trong gia đình. Jenny xin chúc quý khán giả có một buổi Thanksgiving ở nhà rất là yên ấm. Không mời bạn bè nhé, ở nhà mà thôi. Dạ vâng, xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Thân ái kính chào.